sau ngày mai, vận may bay đầy trời, ba con giáp này được thần may mắn che chở, số dư tài khoản ngày càng nhiều. May mắn giống như thời tiết, có lúc tốt và lúc xấu. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải khó khăn, nhưng sẽ có lúc may mắn đến như cầu vồng sau cơn mưa. Sau ngày mai, ba con giáp này sẽ mở ra một sự bùng nổ về tài lộc, giàu sang và may mắn, như thể cả thế giới đang cổ vũ cho họ. 1. Tuổi Tý. Sau ngày mai, khi bầu trời của may mắn mở ra, ba con giáp được thần tài và thần may mắn chúc phúc sẽ thấy sự nở rộ của tài lộc và thành tựu không ngừng. Đặc biệt, những người tuổi Tý, bạn sẽ chứng kiến một giai đoạn thịnh vượng và tài chính vươn lên một tầm cao mới. Sự giàu có của bạn sẽ tăng lên chóng mặt như những hạt dừng đang chờ đợi để bùng nổ. Các nguồn thu nhập, dù là cố định hay phát sinh bất ngờ, sẽ đổ về túi bạn một cách dồi dào. Không những thế, tiền thưởng và hoa hồng không ngờ trong công việc sẽ tìm đến bạn như một làn gió may mắn, hoặc bạn có thể sẽ nhận thấy lợi nhuận từ các khoản đầu tư tăng lên đáng kể. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và sức mạnh tài chính để bạn có thể mở rộng hoặc cải thiện cuộc sống của mình theo những cách bạn chưa từng tưởng tượng. Thêm vào đó, may mắn cũng đến từ sự hỗ trợ của các quý nhân trong cuộc sống của bạn. Có thể đó là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên hoặc các đối tác kinh doanh. Họ sẽ đóng vai trò là những người trợ lực, hỗ trợ bạn không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn trong sự nghiệp cũng như trong tài chính. Những người này sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp bạn tận dụng tối đa các cơ hội mới và chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống. Vì vậy, hãy sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành sẽ đến và tận hưởng thành quả ngọt ngào của mình. 2. Tuổi Thìn. Sau ngày mai, bầu trời của vận may khởi sắc, những con giáp dưới sự che chở của thần may mắn sẽ đắc lộc đắc tài, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quý bạn tuổi Thìn. Bạn sẽ bước vào chuỗi ngày đầy năng lượng với những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Khả năng lãnh đạo của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, đồng thời sự tôn trọng từ đồng nghiệp cũng sẽ tạo động lực cho bạn phấn đấu không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, cơ hội để bạn tiếp cận với những tầng lớp cao hơn, những dự án lớn hơn cũng sẽ mở ra như một lộ trình đã được định sẵn, làm nền tảng cho những đột phá mới trong sự nghiệp của bạn. Những người bạn tuổi Thìn còn được hứa hẹn sẽ gặp phải những thách thức mới, đòi hỏi sự nhạy bén và quyết đoán trong mỗi quyết sách. Để vững vàng trên con đường này, bạn cần giữ vững tinh thần nhiệt huyết, luôn nắm chắc sự sáng suốt trong tư duy và sẵn sàng chớp lấy mọi cơ hội có thể để tạo nên những bước đột phá trong sự phát triển cá nhân. Hãy tin rằng, với nỗ lực không mệt mỏi, bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, đánh dấu sự thăng hoa mới trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Hãy sẵn sàng đón nhận một tương lai đầy ắp những cơ hội vàng và thăng tiến không ngừng. 3. Tuổi Thân. Sau ngày mai, hãy chuẩn bị đón nhận một cơn mưa may mắn từ bầu trời vận mệnh, đặc biệt là dành cho những bạn tuổi Thân. Mảng tình cảm của bạn sẽ bừng lên sức sống mới, rực rỡ như vườn hoa mùa xuân đang độ khoe sắc. Đối với những ai đang độc thân, hãy mở lòng mình ra bởi khả năng cao bạn sẽ vô tình chạm trán người khiến tim mình xao động, khởi đầu một mối quan hệ lãng mạn. Còn với những người đã kết duyên, bạn sẽ trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, vun đắp tình cảm một cách sâu đậm hơn. Trong giai đoạn vận may này, tuổi Thân sẽ thấy rằng việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng, mở rộng các mối quan hệ xã hội không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống mà còn là bước đệm cho những may mắn tiếp theo. Bản tính hài hước và sự dí dỏm của bạn sẽ trở thành nam châm thu hút sự chú ý từ người xung quanh, mở ra những cánh cửa mới đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, việc học cách trân trọng người đối diện và tỉ mỉ trong việc quản lý cảm xúc sẽ giúp bạn có những bước đi vững chãi trong đời sống tình cảm. Xét về mặt tổng thể, bên cạnh sự tương trợ của sao may mắn, từ sau ngày mai,
Không chỉ là tình cảm mà cả sự nghiệp và tài chính của ba con giáp này đều hứa hẹn những bước tiến lớn, mở ra không gian để bạn mơ ước và chinh phục. Tuy nhiên, nhớ rằng may mắn chỉ là bệ phóng, để bước lên đỉnh cao của thành công, bạn vẫn cần phải mài dũa ý chí và sự sáng tạo không ngừng. Vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả một bầu trời cơ hội và may mắn mà vũ trụ đã sẵn sàng ban tặng. Nhưng đừng quên rằng, mỗi bước tiến đều cần có sự nỗ lực và khôn ngoan từ bản thân. Với sự chuẩn bị và khao khát không ngừng, chắc chắn bạn sẽ xây dựng được tương lai tốt đẹp, đầy ắp hạnh phúc và thành công.